đi mau. Không được, cùng nhau đi. Đây là thứ anh tìm được trong đám cháy. Khi chúng ta gặp lại, hãy trả nó cho em. Mở đầu phim là cảnh một tiểu đội đang điều tra một di tích chiến tranh. Đây là vết tích còn sót lại của một cuộc giết chóc dã man. Tất cả hài cốt và di vật đều đã nhuốm dấu vết của năm tháng, không thể phân biệt được. Trong danh sách di vật có một liệt sĩ tên là Jin Seop, nhưng trên máy tính lại hiển thị rằng người này vẫn còn sống. Đội trưởng cảm thấy rất kỳ quái nên đã gọi điện cho người tên Jin Seop để xác nhận thân phận. Đầu dây bên kia là một ông lão tên Jin Seop, nhưng khi ông lão biết hài cốt của mình đã được tìm thấy thì ông mới bừng tỉnh, đó có lẽ là người anh đã mất tích nhiều năm của ông. Sau khi làm rõ mọi chuyện, ông lập tức bảo cháu gái chuẩn bị đến khu truy điệu. Sau đó ông lấy ra đôi giày đã gìn giữ bao nhiêu năm, sạch sẽ không chút tì vết. Đối với ông, đây chính là thứ quý giá nhất trên đời. Hồi ức ông trôi giạt về năm 1950 tại Seoul. Lúc đó Jin Seok vẫn còn là một học sinh cấp 3, còn anh trai anh là một thợ đánh giày. Hai anh em từ nhỏ đã mất bố, anh trai đã phải gánh vác cả gia đình, kiếm tiền cho Jin Seok đi học, hy vọng anh có thể đỗ đại học. Cho dù trong nhà thiếu thốn nhưng anh trai vẫn nhịn ăn nhịn uống để dành tiền mua cho em trai một cây bút máy. Ngay đến que kem cũng không lỡ ăn để dành cho em trai. Bởi trong mắt anh, em trai là người quan trọng nhất trên thế giới này. Trong nhà ngoài anh trai đi đánh giày kiếm tiền ra, còn có người mẹ già và cô vợ sắp cưới của anh trai là Yang Xin đã cùng nhau mở một tiệm mì. Yang Xin là một cô gái dịu dàng hiền thục. Mặc dù còn chưa gả cho anh trai, nhưng cô đã cùng chia sẻ gánh nặng với anh. Cuộc sống mặc dù khó khăn nhưng cả gia đình đều rất yêu thương nhau. Vào buổi tối, cả gia đình cùng quây quần trong sân. Sau bữa cơm đầy ấm cúng, cả gia đình cùng vui đùa bên sông. Đây chính là cuộc sống bình dị mà hạnh phúc mà nhiều người luôn ao ước. Nhưng ở thời đại đầy biến động này, ước mơ nhỏ bé đó dường như quá xa xôi bởi tiếng còi chiến tranh đã vang lên. Hôm sau, quân lệnh đã được ban xuống. Nam giới từ 18 đến 30 tuổi đều được tập hợp. Em trai ngây ngô không hiểu nội tình, vừa tròn 18 đã bị bắt lên xe lửa. Anh trai ý thức được chuyện bất ổn, lập tức xông lên tàu, muốn tạo ra cuộc hỗn loạn để cứu em trai ra. Kết quả hai anh em đều bị đưa đến chiến trường. Họ còn chưa kịp nói lời cáo biệt với người mẹ già mà đã phải vội vàng rời đi. Em trai vẫn còn chìm trong nỗi bi thương khi phải rời xa gia đình. Hai anh em đã đến một chiến trường hoang tàn. Họ vừa mới vào đội thì đã bị cảnh cáo đừng nảy lên ý định chạy trốn. Nếu không kết quả đều phải chết, dù chết cũng phải chết vì Tổ quốc. Họ không có quyền lựa chọn. Bùn đất chính là nơi an nghỉ của họ. Giờ nghỉ trưa, họ vừa ăn vừa giới thiệu bản thân. Nhưng một giây sau, thứ đón đợi họ là một trận bom, tiếp đó lại là một loạt đạn. Em trai chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Anh vừa đau thương vừa sợ hãi. Sợ đến nỗi thiếu chút nữa thì không thể đứng lên. Tuy nhiên cuộc hỗn loạn rất nhanh đã kết thúc, hai người họ đều sống sót. Nhưng anh trai vẫn tìm đến cầu xin cấp trên. Chỉ cần đưa em trai đến bệnh viện thì anh nguyện làm bất cứ chuyện gì, cho dù là phải hy sinh cả mạng sống. Nhưng cấp trên lại nói với anh, chiến trường vốn là một nơi tàn nhẫn. Miễn là cậu làm được những gì đã nói thì đưa em trai cậu về nhà cũng không phải là chuyện khó. Bởi vì không lâu trước, một cặp cha con cũng nhập ngũ cùng một lúc. Nhưng tuần trước hai bố con họ đã xuất ngũ. Ngay lúc này, anh trai cũng ý thức được trách nhiệm của một người anh trai. Jin Tae quyết định vì em trai liều mạng một phen. Sáng hôm sau, Jin Tae đã xung phong ra tiền tuyến gài mìn. Nhưng tình hình ở tiền tuyến rất căng thẳng, không cẩn thận là sẽ bị bắn chết. Người đồng đội bỗng chốc bị nổ đứt chân, đội trưởng ra lệnh rút lui. Nhưng Jin Tae vẫn không lùi bước, liều mạng ném lựu đạn. Người đồng đội kia vì không được cấp cứu kịp thời nên đã bỏ mạng. Anh trai cũng vì sự cố chấp của mình mà bị cấp trên phê bình. Em trai vô cùng khó hiểu vì sao anh mình đột nhiên lại ham chiến đến vậy. Bởi trong mắt em trai, chiến tranh vô cùng tàn khốc, cậu cực kỳ căm ghét nó. Vậy nên cậu không thể hiểu nổi người anh trai luôn yêu thương mình hết mực này. Mà cậu lại không biết được rằng, ngay thời khắc này, cái giá của tình yêu chính là chiến đấu. Tối đó, anh trai lại chủ động ra tiền tuyến mai phục. Sự cố xảy ra chưa đầy một ngày mà họ lại tiếp tục hành động. Bởi vì vào ban đêm, kẻ địch sẽ không cảnh giác bằng 3 ngày. Anh trai phản sát khiến đối phương không kịp trở tay. Mà ngay trong trận đấu này, người chủ động xuất kích đã chiếm được ưu thế. Nhưng em trai căm ghét chiến tranh vì không lỡ xuống tay với đối thủ mà thiếu chút nữa đã bị phản sát. Có lẽ đây chính là chiến trường, muốn sống thì buộc phải có một cái đầu lạnh. Mà muốn phản chiến thì trước tiên buộc phải sống sót. Trong cuộc đột kích này, nhờ những hành động và chiến lược nhạy bén của anh trai mà cả đội đã giành thắng lợi. Sau khi trở về doanh trại, những người lính đều ăn mừng, nhưng chỉ có em trai là không vui nổi. Mặc dù cậu biết anh trai muốn lấy huân chương để mình trở về nhà. Nhưng anh không muốn về nhà,
anh muốn ở bên anh trai, cùng vào sinh ra tử với anh trai. Vì vậy, hai anh em vì không cùng suy nghĩ mà dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Chiều hôm đó, một tiểu đội đã ghé thăm. Anh trai vì tác chiến dũng mãnh mà đã trở thành đại biểu. Đối mặt với ống kính, anh không nói theo lời Phất đã được chuẩn bị cho mình từ trước. Trong đó không đề cập đến việc bị ép buộc nhập ngũ, mà là tự nguyện đứng lên vì đất nước. Anh trai chỉ biết được vài chữ, cũng không biết những lời này sẽ có ảnh hưởng ra sao. Anh chỉ biết biểu hiện của mình rất tốt và sẽ được khen thưởng. Cách mục tiêu cứu em trai cũng gần hơn một bước rồi. Trong buổi văn nghệ động viên, anh trai vẫn đắm chìm trong những tràng pháo tay và những tiếng reo hò. Còn lúc này trong lòng em trai chỉ nghĩ về mẹ và chị dâu ở nhà. Nếu như không có chiến tranh, thì anh trai sẽ kết hôn rồi sinh con. Nhưng giờ đây anh trai đã dần lãng quên. Nỗi khó hiểu cùng lòng phẫn uất cũng hằn lên trong lòng em trai. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, anh trai lại được thăng chức. Hiện giờ anh đã là người anh hùng nổi danh trong đội. Nhiệm vụ lần này của anh trai là dẫn đội đi càn quét một ngôi làng. Để ép những dân binh đang lẩn trốn ra ngoài, anh trai đã dùng súng phun lửa. Trong đám người bước ra có một người bạn của em trai tên Yongman. Trước khi chiến tranh nổ ra, Yongman thường hỏi em trai những vấn đề về học tập. Em trai còn chưa hỏi chuyện thì Yongman đã chủ động nói rằng mình bị ép gia nhập dân binh. Nhưng anh trai lại làm ngơ Yongman, kẻ địch chính là kẻ địch, buộc phải diệt cỏ tận gốc. Em trai bàng hoàng nhìn người anh trai trước mặt này, cậu không dám tin đây lại là người anh trai từng yêu thương mình hết mực. Lúc này, quan hệ của hai anh em đã hoàn toàn đóng băng. Cho dù mùa xuân đã tới, nhưng mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được hóa giải. Anh trai vì liên tục lập chiến công nên đã giành được huân chương. Nguyện vọng đưa em trai về nhà của anh cũng sắp thực hiện được rồi. Nhưng những gì anh mong muốn lại không phải là nguyện vọng của em trai. Càng huống hồ nguyện vọng này đã bị vấy bẩn bởi vô số vong hồn. Từ đó hai anh em đã chia tách, không muốn gặp lại nhau nữa. Sau hơn một năm, em trai đi ngang qua nhà cũ, nóng lòng muốn trở về thăm người nhà. Nhưng vừa gặp được chị dâu thì cô đã bị một đám người bắt đi. Thì ra bọn họ đã nhận được tin rằng Yang Xin đã gia nhập dân binh. Yang Xin không biết đó là phe phái nào, lúc đó cô gia nhập cũng chỉ vì một miếng ăn mà thôi. Trước chiến tranh, những người dân thường luôn là nhóm đối tượng yếu thế nhất. Trước lúc Yang Xin bị hành quyết, anh trai đã xuất hiện, nhưng sức anh có hạn, không thể chống lại được đám đông. Anh còn nợ người phụ nữ trước mặt này một hôn lễ, thế mà lại phải nhìn cô bị bắn chết ngay trước mặt mình. Sự ra đi của người yêu đã khiến anh trai vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn không quên lời hứa với em trai. Ngay khi anh dùng huân chương để đổi cho em trai trở về nhà thì chiến tranh lại nổ ra. Trong cuộc chiến loạn, anh không màng nguy hiểm lao về phía nhà lao. Nhưng một quả bom bỗng chốc khiến anh bất tỉnh. Đợi đến khi tỉnh lại, nhà lao đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Cuối cùng, anh đã tìm thấy một chiếc bút máy bên cạnh một bộ thi thể. Vào khoảnh khắc này, anh đã hoàn toàn sụp đổ. Người em trai mà anh một lòng muốn bảo vệ giờ đã ra đi mãi mãi. Cuối cùng, anh đã phản bội quân đội, cầm hòn đá đập chết người đồng đội. Hiện giờ thần trí anh đã trở nên mơ hồ. Trong mắt anh chỉ có người chết và chiến tranh. Mà trên thực tế, em trai anh không hề bị thiêu chết. Trong những ngày này, cậu vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh trai. Mặc dù lúc đó oán trách anh trai, nhưng dẫu sao anh trai cũng là máu mủ ruột rà của mình. Cho đến một ngày, em trai đọc được trên báo tin tức phản bội của anh trai. Anh hoàn toàn không dám tin anh mình lại phản bội quốc gia. Anh vội vàng gọi điện thoại cho tất cả những người đồng đội của anh trai. Sau khi xác thực, anh liền lên chiến trường. Sau đó vừa tìm kiếm anh trai, vừa né tránh mưa bom bão đạn. May mắn là cuối cùng anh đã tìm thấy anh trai. Nhưng không may là anh trai đã không còn tỉnh táo nữa, biến thành một cỗ máy giết người. Tuy nhiên sau tiếng gọi của em trai, anh cuối cùng đã tỉnh táo lại. Cuối cùng hai người đã hẹn rằng sau khi chiến tranh kết thúc sẽ gặp lại nhau. Nhưng họ không biết là đây chính là lần cuối cùng họ gặp nhau trên cõi đời này. Anh trai đã hy sinh trong chiến loạn. Vì để bảo vệ em trai, anh đã điều hướng họng súng vô tình. Từ đó, em trai cũng không còn tin tức gì về anh trai nữa. Hồi ức lại chuyển đến hiện tại. Jin Seok tóc bạc phơ đã đến khu truy điệu. Ở nơi này, ông đã tìm được hài cốt của anh trai. Cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập kỷ cuối cùng đã có kết quả. Bộ phim chiến tranh này vừa được lên sóng đã nhận được rất nhiều đánh giá cao từ khán giả. Chủ nghĩa hiện thực đã chiếm một phần rất lớn trong bộ phim. Ngoài việc phơi bày hiện thực đẫm máu của chiến tranh, nó còn tố cáo sự tàn khốc của chiến tranh đối với người dân. Ví dụ như sinh viên bị bắt đi lính, còn những dân thường thì buộc phải chia lìa người thân. Cũng giống với Yang Xin trong bộ phim, cô chỉ vì một miếng ăn mà bị mang danh là kẻ phản bội và chết thảm dưới họng súng của quân mình. Còn một Jin Tae lương thiện chất phác chỉ vì muốn trở thành một người đàn ông tốt, để bảo vệ em trai, bảo vệ vợ sắp cưới, bảo vệ người nhà không phải chết đói. Kết quả lại vì chiến tranh mà dần trở thành một cỗ máy giết người. Mà đến cuối cùng, người giải cứu anh lại là tình thân. Rốt cuộc thì chiến tranh chỉ mang lại mất mát đau thương. Chiến tranh dường như chính là một công tắc,
người mở nó ra là thú tính, mà người đóng nó lại chính là nhân tính. Và trong thời kỳ hòa bình, mong rằng chúng ta đều có thể duy trì nhân tính của mình. Cũng chỉ có trong thời bình, chúng ta mới có thể tiêu diệt hoàn toàn mầm mống của chiến tranh. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo.